Khi anh nhận được lá thư này thì em đã ở một nơi rất xa và mãi mãi không còn bên anh. Em xin lỗi. Có thể thời gian chúng ta xa nhau đã làm em thay đổi. Em đã không thể chờ anh. Mong anh hãy hiểu cho em. Chờ ta lá thư xem những lời buồn em về, bâng khuâng nỗi đau tan vỡ mộng hai đứa mình. Khi xưa ai nhớ chung tình yêu nhau cho đến muôn đời, nhận dạng một trước đưa lối bao cầu. Khi ta cách xa anh nhớ hoài lời em nói, xin thương nhớ nhau cho đến đây là